bên kia kìa. Qua cái bên kia ngồi đi, an toàn hơn. Bên kia nó an toàn hơn. Nhưng mà bên kia nó cá to hơn, an toàn hơn. Các bạn ơi, cái chỗ bên kia bảo vệ nó cái vườn vườn chòi nó bắt cá đâu rồi. Chắc hôm nay chắc câu bồi đá quá các bạn ơi. Nhắm 3 ngày 2 đêm chiều nổi không? Cái này là dựng lều ở trên đường luôn quá. Hơi lỡ là hôm nay ngồi chung với lại ông bạn luôn các bạn ơi. Mình mới vừa tới luôn nè. Ok các bạn ơi, mình xuống đồ các bạn ơi. Đây, hôm nay mình mang 9 kg 6 cốc 3 nền. Đúng rồi. Rồi, ok nha các bạn nha. Hiện tại thì mình đã dựng cái lều lên xong hết trơn rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trộn mồi và câu luôn nha các bạn. Thì mình sẽ trộn tiếp tục đánh cái mồi của mình nha các bạn. Mồi ngũ cốc. Còn đây là cái thóc ngâm được 2 ngày. Và còn đây là cái bài mồi nền khoai lang ngũ chua. Một quả trứng vịt. Đó. Đó, mồi của mình hôm nay câu là chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Trộn lại và câu. Thích thì tí nữa mình xả cho nó thêm ít mồi xuống dưới đó để tạo cái ổ nhữ, dụ cá nó về. À, giờ cho mồi cốc ra ngoài thao. Mình trộn nhiều tí nữa mình xả vài cục các bạn à. Ngũ cốc. Đây, còn đây là lúa ngâm. Hôm nay mình dựng cái lều ở trên cái đường luôn các bạn ơi. Trên đường Hồ Gia Ui luôn. Cho nhiều lúa nha các bạn, tăng lên cái độ thô của mồi càng nhiều nha các bạn, cứ hút những con cá to nó về ổ nha các bạn. Hy vọng sẽ về ổ nha. Đây là mồi nền khoai lang ngũ chua. Đó. Ok. Ok bạn. Ra cần kế cho mình luôn các bạn. Quá mình đem nãy tính con ngồi cụ đại mà đủ. Nó đéo vô câu luôn. Con ngồi đại không ạ? Lấy lên xe đi. Có đâu mà đâu. Rồi bây giờ sẽ cho cái quả trứng vịt này vào nha các bạn. Nhớ là hoàn thành nha. Đó. Ok. Trộn đều lên nữa là xong nha các bạn. À, còn đây là nước cái hồ nè, mình mới vừa lấy nè. Mình cho một ít vào. Rồi, tí nữa nó có khô hay gì cho thêm. Mình sẽ đánh ở ngoài cái hồ này 3 ngày 2 đêm nha các bạn. Ngày hôm nay cho đến chiều ngày Chủ nhật. Là khoảng 4-5 giờ chiều Chủ nhật á. Là được 3 ngày 2 đêm. Mình sẽ đi test cái mồi ngũ cốc. Kết hợp với lại cái bài mồi nền khoai lang ngũ chua. Săn cá cái trôi chép ở ngoài hồ Gia Ui này nha các bạn. Hy vọng nó sẽ thành công nha. Rồi ok các bạn, thì từ nãy giờ mình đã bóp mồi cho nó nở hết ra và bóp được 5 cục mồi lăng xê rất là to như thế này. Tại vì đây là cái bãi mình câu lần đầu tiên, lâu rồi không có câu lại. Nên hôm nay cái mấy cái đợt mồi đầu á, mình sẽ câu cái mồi nó sẽ to nha các bạn.
và chủ yếu là vừa câu và vừa xả luôn cho cá nó về ổ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra mồi nha. Ok. Ok, giờ chờ nha các bạn. Dùng đây các bạn ơi. Đâu rồi? Bét nào chưa anh Minh? Minh. Ui. Bét nào chưa? Đứt cò luôn trời. Rồi. Dính không nha. Dính. Trời. Ô. Bây giờ bạn ơi, bây giờ bạn. Uống cá trà. Cá trà. Cái cần kia nó nước chảy luôn kìa. Tự nhiên nước chảy luôn. Cái cha. Đó đâu đi, đang xe ăn. Từ, cũng đi, để ra xe. Đừng bỏ lại. Trời ơi, ok, cái cha. Trời ơi, đã. Tuyệt vời. Cái cha. Ôi, ôi, có cái cha các bạn ơi. Vô lý trời, những cái dùng dây cái đứt luôn cái lăn dù lăn xe luôn. Má mày gì tù nữa. Má lại không trả lời quay cả. Nhìn mặt có thấy ai cái này rõ ai đâu. Cái trời bạn ơi. Hả? Có qua giờ luôn rồi. 3 ngày 2 đêm rồi đó. À, cái trời đã quá các bạn ơi. Ký à. Một dây hay là bỏ vô vỏ ta, bỏ vô trong đó là ta bắt nó ra. Bỏ dây ta. Qua giờ được con hàng khủng rồi chưa anh Minh? Đây nè. Được con đó hả? Ừ. Chưa được chép hay con gì luôn hả? Con bạn của anh nó mua mấy cây kìa, có con được nào đâu? Vậy mới nói. Câu nếu mà câu ở lại lâu dài, câu
dây thôi chứ không có. Đó. Đứt vô chiếc bờ luôn đó. Thấy nó dùng cái quay vô cái đứt luôn.